Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 61 yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kịp thời các ý kiến chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo điều hành giá trong phạm vi lĩnh vực quản lý, đẩy mạnh tổ chức triển khai theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu trong nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ tăng giá bất hợp lý. Theo dõi sát diễn biến giá các mặt hàng hóa chiến lược trên thị trường thế giới, diễn biến tình hình thế giới khu vực, chủ động phân tích dự báo, kịp thời cảnh báo các nguy cơ tác động đến mặt bằng giá trong nước, kịp thời thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp, giải pháp, kịch bản ứng phó kịp thời, phù hợp, linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo thông suốt hoạt động cung ứng, lưu thông, phân phối hàng hóa dịch vụ, tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá theo quy định của pháp luật.